chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ, an yên, hạnh phúc. Ngay bây giờ thì Thanh Đoàn vừa về một chiếc Jupiter. Cái này là Jupiter Gravita, là biển số 38 này. Con này thì dàn ngoài đã tuốt tắt lại đẹp, bình đề đầy đủ, mọi chức năng hoạt động tốt. Nhưng xe này thì đầu nồi làm, nhưng mà xe chạy cực kỳ bốc lửa luôn mọi người nhá. Giá chỉ có 7.800.000 đồng. Và ngoài ra thì hôm nay nhà Thanh Đoàn vừa về một lô sen. Đó, đủ dòng xe cho anh chị em bà con. Tại vì là em đang vội đi tiệc nên là like thật nhanh cho mọi người cùng xem một tí nha. Đó, ở đây có quay bờ lết ngọt của rồi, toàn xe luốt không à. Đó, xe dàn chân ốc tán 7 màu luôn nha. Đó, rất đẹp và mới luôn. Đó, dàn chân ốc tán này. Con này cực cọp luôn, không có con thứ hai luôn nha. Con này phải đúng 14 năm em mới bán cả nhà nha. Xe mới chạy có được 5.000 cây thôi, đẹp như mới luôn. Đó, đây là có siêu rất biển 66N21798 này. Ôi dồi, dàn chân này thông cảm, con này là phiên bản màu đen xám mọi người. Con này 11 năm, con này cũng 14 năm luôn này, toàn xe luốt không. Con này biển 68525375. Đó, AB biển 15 này, chiều khóa thường màu đen nhám. Xe cực kỳ cọp luôn, con này giá 24.500.000 đồng. Đó, AB đầu bò dàn chân VIP luôn. Đó, mọi người, tại vì em đang vội đi, em tranh thủ like nhanh mọi người có thế. À, nhắn qua Zalo em sẽ chụp hình chi tiết cho. AB đầu bò là 11 năm, Mio 68 bụng bự này, 5.500.000 đồng nhắc yên rách cho em bọc lại. Một cặp Vario này, toàn là xe cứ 1-2.000 cây, 1525 nha. Đồng giá là 33.500.000 đồng một con. Đó, quay qua cho mọi người một lượt thôi. Ai quan tâm thì ghé cửa hàng em nhá. Tại giờ đang vội đi quá nên là chưa quay được.